dứa. Đây đây quả to chưa này? Đây quả này, trên kia quả lửa này, đây quả lửa này. Đấy, to nhỉ? Cái này anh già già đấy. Đây các bác, đây là cái quả dứa rừng nha các bác nhá. Thì thường là cái quả dứa rừng này ở chỗ địa phương em, ở rừng em ấy, thì mỗi một cây nó chỉ ra được một quả như thế này thôi, mỗi một thân cây ấy. Thế nhưng mà theo em thấy là ở phía miền trong, ví dụ như là khu vực Tây Nguyên ấy, thì một chùm của nó ra được mấy quả, nó ra được vài quả cơ, và quả nó rất là to. Đặc cái đặc trưng ở giữa rừng ở chỗ em ấy thì là thường là quả nó sẽ nhỏ thôi, và một thân cây như này. Đấy, đây là một cái thân cây lưỡi, nó chỉ ra có duy nhất một quả đấy các bác ạ. Cái giữa rừng này thì nó rất là tốt cho các cái vấn đề về thận như các bác nhá. Mình lấy cái quả dứa này về mình phơi khô đi, mình đun nước uống rất là tốt các bác ạ. Cụ này có mỗi cây này đi nhỉ, nó ít quá, nó thôi để không lấy, nó phải có nhiều nó bỏ lấy về sơ chế. Đây các bạn, nhân tiện hôm nay em đi qua cái khu vực này thì em thấy rất là nhiều các cái cây gỗ lim, cây lim rất là to. Và trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì em cũng có chia sẻ rất là nhiều các cái video về hành trình tìm và hái cây nấm lim rừng, thì cũng có rất nhiều các bác có thắc mắc và cũng muốn biết thêm về cái hình dáng của cây gỗ lim. Thì nhân tiện hôm nay em xin chia sẻ các bác về cái hình dáng cái cây gỗ lim nó như nào các bác nha. Đây các bạn, đây là cái phần lá của cây gỗ lim này các bác này. Và phía trước mặt em đây là chính là những cái cây lim đây. Cây lim rất là to. Cây lim rất là to này. Đấy các bác, ở bên đây cũng vậy này. Đấy, đây là cây lim này. Và khá là cao. Đấy, như các bác biết ấy, là cây lim là một cái loại gỗ quý rất là chắc. Mình sử dụng để đóng các cái đồ nội thất rất là chắc chắn. Thế nhưng mà ngoài ra thì cái phần lá và phần thân gỗ nó rất là độc các bạn, nó rất là độc. Thì mình ví dụ như những cái lá cây lim như này mà nó mọc ở rìa suối mà nó rụng lá xuống suối đấy, thì mình uống cái nước vào thì nó sẽ gây ngộ độc rất là cao các bạn. Thế nên là khi mà đi rừng mà vào những khu vực rừng lim như này, và các bác mà ví dụ như có đi qua khu vực này thì không nên uống nước ở các cái khe suối các bác nhé. Bản chất của cây gỗ lim thì nó rất là độc. Thế nhưng mà ngược lại là khi mà cây lim này nó chết thì nó lại cho ra sản sinh ra một cây lấm rất là tốt cho sức khỏe con người các bác nhé. Đây các bạn, đây là một cây lim chết. Đây là một cây lim chết nhé các bác nhé. Cây này có lẽ là nó bị sét đánh hoặc là có một cái vấn đề gì sâu mọt gì đấy nó chết này. Và nó sẽ sản sinh ra các cái cây lấm nhỏ đây các bác. Đây là những cái tế bào lấm này. Đây là những cây gốc lim này thì lần trước em đi qua em cũng đã thu hoạch hết cây lấm to rồi. Thì bây giờ nó lại tiếp tục nó phát triển. Đây là những cái phôi lấm như các bác nhé. Phôi lấm nhỏ này. Đây này. Đây cũng có này. Nó đang lên này các bác này. Đây nữa này. Đó. Khá là nhiều đây nữa này. Khá là nhiều các cái phôi lấm. Đây. Bên kia cũng có nữa kìa. Đây. Đấy. Đây này các bác này. Rất là nhiều các cái phôi lấm này. Đấy. Nó lên. Thì với những cái phôi lấm này chỉ một thời gian sau là bắt đầu nó sẽ phát triển. Nó thành những cái bông lấm già. Thì em sẽ hái cái phần đó, phải hái những cái bông lấm to. Còn cái những cây nhỏ này thì phải một thời gian sau em sẽ đi quay lại, quay khu vực này thì em sẽ thu hái sau. Vì cái công dụng của cái lấm lim thì cũng chia sẻ khá là nhiều các bác ạ. Cái cây lấm lim nó giúp cho mình đun nước uống ấy, giúp cho giải độc cơ thể và hỗ trợ điều trị các cái chứng bệnh về gan. Và đặc biệt là nó có cái tác dụng là ức chế các cái tế bào u hạch đó, nó phát triển đấy, rất là hiệu quả các bạn. Thì cây gốc lim này thì những cái phôi này còn nhỏ quá thì em sẽ lại tiếp tục di chuyển đi tìm. Đây là một cái củ ba kích nhà em vừa đào ở dưới kia bị đứt đấy các bác. Em sẽ quay cho các bác cận cảnh nhé. Đây là cái củ ba kích đào ở trên rừng. Củ này nhìn thế này thôi nhưng mà nó rất là già đây này các bác. Nhìn thấy cái lõi của nó, cái lõi của củ nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà cái lõi nó to như thế này đây này. Vậy cho nên là vừa rồi rất là nhiều video em có chia sẻ cho các bác là cái củ ba kích rừng ở trên ấy, khi mà mình đào lên thì nó chỉ trắng ngà ngà, hơi tím một tí xíu thôi. Củ này thì nó rất là già rồi cho nên là nó hơi có một tí ngà ngà tím này. Còn những cái củ mà nó chưa được già lắm thì nó sẽ hơi trắng ngà ngà một chút thôi. Cho nên là nhà em chia sẻ rất là nhiều với các bác là nó chỉ trắng ngà ngà này thôi, nhưng mà khi mình ngâm rượu ấy thì nó ngâm tầm khoảng đến cỡ tầm 7 ngày thì là bắt đầu là cái phần củ ba kích là nó sẽ có màu tím, còn phần bên trên cái phần rượu bên trên thì nó vẫn có hơi màu vàng ngà, vàng vàng một chút.
Thế nhưng mà tầm đến 10 đến 15 ngày thì mình lắc cái bình rượu lên thì cả bình rượu nó tím, thì mình ngâm được tầm khoảng cỡ độ độ 1 tháng, 2 tháng thì là bình rượu của mình rất là đẹp. Thế cho nên là vừa rồi rất là nhiều video em có chia sẻ đây. Đây củ ba kích ở trên rừng nó chỉ như này thôi các bạn. Củ này thì đây các bác nhìn thấy củ nhỏ như này thôi nhưng mà nó rất là già. Chỉ nhìn thấy cái phần lõi của nó thôi là mình đã biết được nó là già như thế nào rồi các bạn. Úi trời, mệt quá. Này có quà cho mặt rồi nhờ. Tí nữa có mấy củ ba kích bé bé cho mập ăn nhá. Nhá. này mập có quà. Này có ba kích bé rồi. Thích không? Tí cho mập mấy củ ba kích bé bé mập ăn nhá. Ôn mại ấy. Đã ba kích rồi. Có mà bé.